em bé từ Bình Dương đã ăn xôi và bây giờ là xuống Sài Gòn muốn ăn xôi nên dẫn nó lại đây ăn. Dạ. Rồi bạn ấy đang cầm dĩa xôi lên rồi ăn thử nha. Rồi cho Lý Hương TV phỏng vấn được không? Được không? Ok, được không? Nói lớn lên. Được. Rồi con ăn thử coi. Rồi Lý Hàng ngồi đấy. Dạ, cầm giùm Lý Hương đi. Đấy. Dĩa xôi này bao nhiêu vậy chị? 2 dĩa hả? Dạ, quá rẻ luôn. Quá ngon. Ngon không? Ngon. Ồ, Lý Hàng ăn lên xem ngon không? Ngon. Lý Hương thì đã có dịp quay đoạn video clip và hôm bữa thì chú này có nói là cậu của sao showbiz là Angela Phương Trinh. Sau đó hôm bữa Lý Hương quay thì trời ơi, Sài Gòn hào sảng lắm quý vị ạ. Cho Lý Hương, trời ơi, tất cả những loại là xôi mặn nè, xôi đậu phộng, xôi nếp than, xôi giò, xôi bắp. Mà ngày đó thì Lý Hương cũng đem về Bình Dương nữa. Nên là khi mà về Bình Dương rồi, xèo danh danh này có việc là ăn. Đấy, cháu của Lý Hương, đấy, ngon không con? Thấy thường quá. Hôm nay là con xuống đây là đâu con biết không? Thầy biết. Ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn. Sao con được xuống vậy? Đi chơi hè đúng không? Đi chơi hè. Rồi. Con chơi được mấy ngày? Con chơi 1 ngày. Rồi. Hôm nay con sẽ đi đâu con nhớ không? Dạ nhớ. Đi ba, đi qua ba nhà người. Người quen. Rồi con đi mua cái. Con đi mua bàn xong rồi. Con đi coi cái bàn đúng không? Xong rồi con mới đi siêu thị. À, rồi xong rồi con làm gì nữa? Về nhà. Nhà hả? Về nhà Bình Dương phải không? Không, gần Sài Gòn. Rồi, ok. Rồi con ăn đi ha. Dạ. Nó ngon sao đâu diễn tả coi. Nó ngon cho anh. Ngọt không? Nó béo không? Không béo lắm. Rồi bây giờ coi bạn ấy mình ăn nguyên dĩa luôn ha. Nhìn thấy luôn không? Nhưng mà sao mà cho tôi quay ở ngay cái bảng số xe tôi luôn rồi. Trời ơi. Làm lại ha. Mốt là phải sửa edit video che cái bảng số xe lại để mọi người biết không có tốt lắm. Rồi. Đây quán xôi rất là đắt nha quý vị. Khoảng tầm là 9 giờ là thường là hết đó ha. Bán cũng mấy chục năm rồi. Đây là cậu của cô sao showbiz Angela Phương Trinh, kế bên ngân hàng Á Châu và ngay cái góc đường Cao Đạt với lại đường Nguyễn Biểu luôn. Rồi bây giờ thì Lý Hương, Lý Hiền mời cả nhà cùng ăn. Xin mời. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ăn đua luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ ăn đua luôn nha. Đầu tiên á, cái này á, mà chúng ta không để mà phải ăn cục đường á, thì chúng mình phải lấy nè, con phải lấy cái muỗng nè, con tán vô, cho đều đường vô, hiểu không? Cho đều đường vô, ăn cái này ăn hết không? Không. Rồi cho Lý Hương TV một muỗng ha, cho ăn phụ nha. Rồi một muỗng cho Lý Hiền nha. Đây. Đây, bên Lý Hiền cũng như vậy. Để mà không có bị cái này là mình phải dập như thế này nè. Nó ra nó hòa vô với bắp luôn thì ăn nó ngon hơn. Đúng rồi, tán vô. Rồi, thấy thương Lý Hiền quá. Giờ sẽ để cho Lý Hiền ăn trong vòng một tay luôn. Lý Hiền ăn được nửa dĩa rồi. Lý Hương chưa được muỗng nào hết rồi. Đây đút cho Lý Hiền. Coi tán như thế này coi ngon không nha. Đây. Yeah. Đút cho Lý Hiền. Đấy. Rồi Lý Hiền có thể bóc một tay. Để cái này lên. Đấy. Rồi Lý Hương tiếp tục ăn thử. Cái dĩa của Lý Hiền là một nửa nha quý vị. Lý Hiền ăn được một nửa. Rồi em bé này tán xong chưa? Đường nó còn ở đây nè. Đó, giờ là ăn theo phong cách bụi ở Sài Gòn nè. Buổi sáng sớm Sài Gòn bây giờ là khoảng là hơn 8 giờ. Hơn 8 giờ. Rồi ăn đi con.
đây là cô bé đã từng chọc thèm quý vị trong một video là gà gì? Gà quán đất sét. Ờ, gà quán đất sét. Đất sét là cái gì ở trên Bình Dương? Cái vật liệu để làm cái gì? Để nặng hơn. À, để làm gốm ha. Ừ. Để làm mấy con heo đất đồ này nọ đó. Rồi giờ con ăn con thấy ngon không? Ngon. Một dĩa như thế này thì chỉ có giá là 7.000 thôi quý vị. Và rất là lâu rồi và bán rất là đắt. Gấp chưa? Gấp mạnh chưa? Đè, xúc nè, gấp mạnh lên. Đúng rồi. Đấy, người quay phim mà vừa ngón tay, ngón tay quay phim vừa ngón tay lấy cái muỗng gấp và Lý Hương là chịu thêm cái lực để cho gấp nhiều hơn. Ăn phải ăn như thế này nè mới nhiều. Ngon quá, ngon. Nè, còn muỗng như thế này nè. Ngon quá. Cái này bên đây ngon nè. Ngon không? Ngon không? Bình thường á. Cũng giống như bên kia phải không? Đúng rồi. Đây. Tán cho nó quyện vô thì nó mới ngon. Còn không á, nó còn mấy cái cục đường á, đựng cợn. Không ăn nữa hả? No quá hả? Rồi. Này sẽ chia cho Lý Hiền một cục. Đấy, đầy dĩa của Lý Hiền. Rồi, Lý Hương ăn thử một cục nữa. Rồi, còn bao nhiêu đây thôi, bạn phải ăn mới chiến thắng. Rồi, chính xác. Nhiều lắm quý vị, nên là một đứa bé về một cái gói như thế này là có thể là hai đứa bé ăn đó. Rất là nhiều. Đường này buổi sáng là đi mua xong rồi đi luôn chứ không có ngồi đây, tại vì Lý Hương là muốn ngồi đây nên xin ghế thôi. Bắp á nấu là vừa chín tới, nó không có bị bở ra, cái hạt bắp nó còn dừa thì bào rất là mỏng mỏng dánh nè, rồi đường đậu quyện vô, trời ơi ấn tượng. Lý Hương ấn tượng với món này. Ngon ha. Gần chiến thắng rồi đó, nhanh lên. Đây, Lý Hương còn quá trời nè. Ở bên đây bán gì đây? Bánh tiêu. Đây là thức ăn sáng Sài Gòn. Thường là bánh tiêu, bánh bao, xôi, bắp, rồi bánh mì. Nói chung là những cái món ăn mà có thể mà dễ tiện để mình đậu xe, mình mua là mình đem tới công sở mình ăn luôn. Ngon lắm quý vị ạ. Lý Hiền về chót rồi. Vì rất là Lý Hiền nè. Con về nhất rồi, hết chưa? Ăn hết mới về nhất. Lý Hiền nhanh đi, Lý Hiền là chót bạc rồi. Để Lý Hương quay ra, Lý Hiền không có tay ăn đó quý vị. Dạ. Rồi, bên đây ăn được hết rồi, sạch dĩa rồi. Bên Lý Hiền nè. Từ từ thôi, giúp ăn món nha. Ăn là phải thưởng thức nha. Ừ. Không vì mà thắng thua mà ăn uống nha. Tới điểm mà em có thể trợ giúp mình cầm bằng cái dĩa mình không? Rồi đấy, mình phải có sự hỗ trợ. Đấy, cầm gì đúc. Nè, vô.
vô nè quý vị, vô nha. Vô. Mướt thế nào? Còn mướt làm sao? Mướt dẫn, đợi, đợi lên nhai xong là để Vinh nó dùng miệng, để bánh ăn. Ngon quá, quý vị ơi. Chứ cầm gì nhất nhất như quý Lý Hèn. Nhất nhất như Lý Hèn á hả? Ăn mà đổ luôn nguyên dĩa luôn á. Ngon. Chỉ cần một gói dinh dưỡng buổi sáng. Ăn thêm một ít sắp nữa là ngon rồi. Yeah, chiến thắng rồi kìa. Chiến thắng rồi, Yến chiến thắng rồi. Qua bên kia đứng đi. Rồi, đứng cái gì nè. Rồi, đem cái dĩa coi. Rồi, lọc cái dĩa ra. Cái dĩa. Wow. À, đây. Chiến thắng có hai trợ thủ trợ giúp mà chiến thắng đó nha. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng em. Có bên bà ăn, không hết ăn thịt ra. Rồi, ok. Rồi, đổi xuống đây đi. Rồi đi đi cho nó tiêu chứ đi qua đi lại cho đi đi trong đây. Đi trong đây nè con. Thôi lại coi chiếc xe đẹp ghê chưa. Cái hàng sắp hết rồi nha quý vị. Rồi đi lại đây nè. Tự ơi gì trong lúc người ta quay phim là chơi xử luôn rồi, vậy là tới thua à. Bây giờ thua đói phụ đi. Còn buồn cái nữa thôi. Rồi, phụ cái lên. Ok. Rồi, phụ sáng rồi nha Yến. Đúng rồi. Rồi, bạn ăn đây đây hết hả? Ngon quá quý vị ơi. À, kia đi. Thật bánh luôn. Rồi, chúng ta đều là những người tiến thắng vô ba cái dĩa lên coi. Yeah. 3 × 7 = 21.000. Quá rẻ, quá ngon quý vị ơi. Ngon quá. Rồi. Rồi, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Rất nhiều loại thì chúng ta có thể nói là 60B, đường Nguyễn Biểu, phường 1.